mẹ nữa à? Mẹ cho bọn con rồi thì bọn con làm cái gì đấy là quyền của bọn con chứ. Với cả bọn con nói rồi, bán đi, thế xong rồi mẹ vào trong cái chuồng lợn. À quên, vào trong cái nhà trong kia mẹ ở. Đến bữa ăn cơm con nấu cơm con mang vào cho. Nếu không thì mẹ tiện nấu cắm lợn, mẹ nấu cơm luôn. Đằng nào mẹ cũng còn khỏe mà. Và con nói đúng rồi đấy. À này, trong cái chuồng lợn trong kia ấy vẫn còn chỗ cho hai mẹ con nhà mày đấy. Mẹ con chúng mày ở lại mà gặp nhấm nỗi buồn nhé. Mấy hôm nữa tao lấy nhà sau. Mẹ ơi, phiền phiến thôi. Người ta đang đợi dưới kia rồi kìa. Mẹ, mẹ nhanh lên đi ạ. Bọn con nói thế rồi mà mẹ vẫn đứng ở đây được. Mẹ. Đi thì cứ rể ra ấy. Đi thôi. Nè, con đi nhà nha. Đây. Quần áo này, bàn chải đánh răng, khăn mặt bọn con chuẩn bị sẵn rồi. Mẹ cầm vào trong kia, sống ở trong đấy là được rồi. Con ơi, hay là các con đừng bán nhà được không? Mẹ thế nào đấy? Đã quyết định như thế rồi, bây giờ lại còn cứ chần chừ. Vợ con nói đúng rồi đấy. Bây giờ không bán đi là không có tiền đâu. Đất đang lên giá đấy. Mẹ tưởng các con bảo mẹ sang tên cho các con, sợ mẹ sau này mất đi, các con làm thủ tục nhà nó rườm rà, nên là mẹ mới ký cho các con. Thế bây giờ các con lại bán nhà của mẹ. Nhà nào của mẹ nữa à? Mẹ cho bọn con rồi thì bọn con làm cái gì đấy là quyền của bọn con chứ. Với cả bọn con nói rồi, bán đi, thế xong rồi mẹ vào trong cái chuồng lợn. À quên, vào trong cái nhà trong kia mẹ ở. Đến bữa ăn cơm con nấu cơm con mang vào cho. Nếu không thì mẹ tiện nấu cắm lợn, mẹ nấu cơm luôn. Đằng nào mẹ cũng còn khỏe mà. Và con nói đúng rồi đấy. Mẹ già rồi, chết có mang đi được đâu. Bây giờ là phải bán luôn. Bây giờ mẹ vào kia, mẹ ký cho anh ấy một chữ đi. Anh đợi từ sáng đến giờ rồi đấy. Nhưng mà đây là đất hương hỏa của các cụ để lại, phải thờ cúng các cụ. Thế tóm lại là gia đình suy nghĩ xong chưa? Có bán không? Có ạ. Đi. Đây mẹ vào đây. Khổ thế nhỉ. Mẹ vào đây mẹ ký cho anh ấy một chữ đi. Đây mẹ ngồi đây. Đấy. Ôi giời ơi, từ sáng đến giờ cô cứ lanh qua lanh quanh hết thắp hương thắp khói thì bây giờ cô có bán không? Mất thời gian của cháu quá đấy, cô ký đi. Đây bút đây. Mẹ ký hộ con một cái, ký vào chỗ này này. Để người ta còn đặt cọc con còn có tiền chứ. Đây, chỗ này này. Khổ quá, ký vào đây. Nhưng đây là đất hương hỏa mà con. Đã thống nhất với nhau như vậy rồi, mẹ phải thương bọn con chứ. Bây giờ bán đi, con còn có tiền đi xuất khẩu lao động, có tiền làm ăn kinh doanh chứ này. Ký cho con một chữ đi. Nhà con nói đúng rồi đấy ạ. Mẹ đã quyết định như thế rồi, bây giờ lại còn cứ chần chừ. Già xã hội ấy, chả ai người ta làm khó bọn con đâu. Thằng này về nhà, mẹ đi lại làm khó bọn con. Cháu nói với cô thế này nhé. Đất đang sốt, cô bán luôn ấy thì còn được cái giá này. Chứ vài bữa nữa cô bán ấy không còn giá này đâu. Thôi ký đi, ký. Mẹ. Ký đi. Thank you.
Bà Quỳnh, bà Quỳnh ơi. Ai đây? Tôi. À, chú Nghĩa đấy à? Có chuyện gì đấy? Tôi hỏi này, cái nhà ngoài kia bà bán rồi đúng không? Họ mới đến đặt cọc thôi. Thế thằng Kiên con trai vào đâu? Nó đi lên thành phố học tiếng nước ngoài để còn đi xuất khẩu lao động. Thế nhà ngoài kia là có ai ở không? Thì con dâu tôi nó vẫn ở một mình ở đấy. Nó ở một mình á? Ừ. Hèn gì, tôi nói cho bà biết nhá. Vừa xong tôi đi qua, tôi thấy con dâu bà mở cửa lên, xong có thằng nào nó lẻn vào bên trong, nó kéo sập cửa xuống rất là nhanh ý. Thế à? Còn khốn nạn này, tôi phải bắt quả tang nó. Bà biết làm sao đấy? Bây giờ bà mà ra đấy, chú đánh bà nằm ra đấy thì làm sao? Bây giờ như thế này, bà nghe tôi, bà gọi điện cho Kiên, con bà ở đây, cứ dình chúng nó, kiểu gì cũng bắt được, bọn này ăn quen mùi rồi đấy. Tôi sẽ gọi ngay cho thằng con trai tôi. Còn tôi là con, tôi sẽ gọi ngay, tôi sẽ gọi ngay, bắt cái đối gian phu dâm phụ này. Mày. Nào, hôm nay chiều anh nhé. Chúng mày làm cái trò gì thế này? Vô phúc quá con ơi. Lúc mẹ tao gọi điện, tao còn không tin thằng mua nhà đất này mày kết hợp với vợ tao lừa tiền, lừa tài sản của gia đình tao đúng không? Thì sao? Mày làm gì tao? Còn cô nữa, mẹ con tôi đối xử tốt với cô như thế nào mà cô lại lừa dối mẹ con tôi? Đấy, bây giờ thì mày biết sự thật rồi đấy. Tao lừa cả hai mẹ con nhà mày đấy. Mày làm được gì tao? Bây giờ tao mới biết mày muốn tao đi lao động nước ngoài để tiện cho hai đứa chúng mày hú hí. Tao ngu quá mà lên mới để mày lừa đúng không? Thôi được rồi, tao sẽ bỏ qua cho hai đứa chúng mày. Chỉ cần hai đứa chúng mày giả lại mảnh đất cho tao, giả tiền cho tao là được. Này, tiền cọc ấy thì mày cũng cầm rồi, tại sao tao lại phải trả nhỉ? Tiền cọc nó đưa cho tao, tao đưa cho mày, rồi mày lại đưa cho nó, chứ tao có được cầm đâu. Chúng mày, tao sẽ kiện hai đứa chúng mày. Bây giờ mày mới biết là mẹ con mày ngu à? Mày kiện tao á? Mày kiện đi, kiện hộ tao cái. Tao sẽ cho mẹ con chúng mày con kiến kiện củ khoai. Mày kiện hộ tao cái. Mày đi thôi em. À này, trong đấy chuồng lợn trong kia ấy vẫn còn chỗ cho hai mẹ con nhà mày đấy. Mẹ con chúng mày ở lại mà gặp nhầm nỗi buồn nhé. Mấy hôm nữa tao lấy nhà sau. Bây giờ phải làm như thế nào ạ? Con ngu quá mà. Tại con đã tin tưởng cô ta. Bây giờ cô ta lừa hết tiền của mình rồi, lừa cả đất của mình rồi. Nếu như con nghe lời mẹ thì đã không bị nhục đến như thế này. Không được, không thể để lũ khốn nạn ấy nuốt trôi được. Mẹ phải kiện, phải kiện nó ra tòa. Con ơi, mày mới cầm tiền đặt cọc thôi mà, phải kiện con ạ. Kiện chúng nó, mẹ phải đi kiện chúng nó. Phải đi kiện như bọn khốn nạn này. Phải đi kiện chúng nó. Mẹ, đúng là tôi ngu mà.